Hôm nay chúng ta sẽ học về coordinator nhé. Và chúng ta biết rằng là như nào nhỉ? Coordinator thì nó gọi đến chương trình coordinator như nào. Ở đây chúng ta biết phần này đây có một đoạn. Nó tùy theo cái đường dẫn của mình. Sau đó chúng ta đến index .php. Và tiếp theo là ta gọi đến tên function controller. Thí dụ là TST chẳng hạn. TST là controller. Thì sau đó thì đến function. Chẳng hạn là ta sẽ gọi là function function, ví dụ chúng ta làm function x nhé, hay là function x1, được chưa? Được chưa? Nó và cái function x1 này nó muốn lấy được một cái tên thông tin chi tiết của một người nào đấy nhé, của một học viên nào đấy, ta có học viên thí dụ số 3 chẳng hạn. Và như này thì nó sẽ truyền vào cho cái controller, đúng không? Chúng ta biết rằng là nó có controller, đúng không? Controller. Nó chuyển vào cho controller và trong đây có function. Function gọi là function x1 và x1. Cái function x1 này nó sẽ tích vào cái tham số, đúng không? Đô la ID chẳng hạn, đúng không? Thì cái function này nó sẽ gọi, nó lại sẽ nó sẽ gọi chuyển sang cho một thằng, ví dụ ở trong này nó load model chẳng hạn, đúng không? Load model. Model. Thì load model thì nó sẽ chuyển sang cái cho cái model cái ID này, đúng không? Chúng ta biết là ở đây là nó mở ngoặc nháy quét ra và chỗ này nó đóng vào như thế nào đấy, đúng không? Thì nó load model và nó sẽ chuyển cái tên model này thì ta sẽ đặt là tên model nhá, load model gì đấy, ví dụ load model gọi là học viên chẳng hạn. Học viên nhá. Model tên là học viên. Rồi như thế nào đó và nó sẽ chuyển một cái tham số gì cho cái và trong cái model học viên này thì nó sẽ lấy tham số và chúng ta sẽ chuyển tham số cho học viên nhá. Và như vậy là chúng ta sẽ viết một cái model. Rồi tóm lại là cái controller này nó không cần biết gì hết. Nhưng bên ngoài yêu cầu cái gì thì nó sẽ vứt sang cho thằng model. Và thằng model nó làm như thế nào, nó làm cái gì, nó chạy lòng vòng cái gì thì cái thằng thằng controller này không quan tâm. Và sau khi thằng này lấy xong đúng yêu cầu rồi thì bắt đầu chuyển lại dữ liệu data cho data chuyển về giả trở lại cho controller. Và controller lúc đấy nó sẽ load view. Nó sẽ load view nhé. Load view thầy viết tắt thôi. Load view và nó sẽ truyền data vào cho một cái view nào đó. View tên là gì đấy và một cái data, được chưa? Ok. Như vậy là chúng ta hình dung là bên ngoài này khách hàng sẽ yêu cầu một cái số, thí dụ là muốn biết thông tin chi tiết của học viên số 3 thì nó sẽ truyền vào cho đây, thì nó sẽ gọi vào theo cái kiểu như này và có một cái function ở trong này, function x1 chẳng hạn. Function x1 sẽ gì? Lấy cái thông tin này và lại gọi. Function này nó chỉ như là một cái chương trình chính để điều khiển, nó không làm việc chi tiết nhé. Nếu mà làm việc chi tiết thì ở trong này sẽ rất lộn xộn. Nó sẽ gọi gọi đến model và nó truyền cái tham số y vào cho tham số học viên ID vào cho cái model chạy như nào thì không biết. Có thể là rất đơn giản nhưng mà có thể cũng là rất phức tạp. Sau khi model lấy được data thì sẽ truyền data về cho controller và controller thì nó lại vứt cái data đấy sang cho thằng view. Và từ cái bước này trở đi thì các em đã học học trong những cái buổi trước rồi, đúng không? Và thằng view này sử dụng cái data đấy như thế nào thì lúc đấy là ở câu chuyện của view nhá. Như vậy là chúng ta biết cái quan hệ, mối quan hệ giữa gì nhỉ, giữa view, giữa controller và giữa model nó là như thế nào. Ok, và bây giờ bắt đầu nói vào thực tế nhé. Và ví dụ ở trong này tôi có bảng TST này, có cái database là TST này. Ở trong bảng trong này có cái bảng tên là sinh viên chẳng hạn. Và có cái mã lớp tên lớp cái gì đây, đây ví dụ ba cái ba lăng nhăng ví dụ thôi nhá, tên rất là ví dụ, được chưa? Sinh viên hay học viên gì đấy, sinh viên gì đấy, được chưa? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thử làm model, controller và view với cái dữ liệu như thế này. Như vậy là chúng ta ở trong cái controller tên là TST, chúng ta viết một cái function tên là thử nhé. Chúng ta không nói về cái function này là cũ rồi, function tên là thử, đúng không? Và cái thử này nó sẽ load cái model tên là MD sinh viên nhá. Và ở trong cái MD sinh viên nó có cái function gọi là get sinh viên này này. Đấy. Và chúng ta sẽ truyền vào nó từ URL thì ta lấy được cái ID này, nó truyền vào cho controller. Controller lại truyền thẳng sang cho cái function này ở bên model. Và cho dù nó phức tạp thế nào mà kệ nó lấy được dữ liệu như nào thế thì ở cái model nó lo. Và khi mà lấy được dữ liệu thì nó chuyển về đây cho cái biến query và thằng này nó chỉ việc echo ta hoặc là nó tiếp tục nó truyền sang cho view thì đấy là chuyện của nó nhé. Và bây giờ ta làm một cái đơn giản nhất là cái trường hợp nó echo luôn ra màn hình và sau đó chúng ta sẽ tập chuyển sang view. Thế echo ra màn hình thì bây giờ chúng ta vào cái model, chúng ta xem cái MD sinh viên nó viết như nào. MD sinh viên đây nhé, đúng không? Và ở trong này nó viết như thế này và cái function thì nó có function là get sinh viên
và nó lấy vào một cái tham số cái thằng kia, ví dụ nó truyền cái tham số bên trong kia, chúng ta trả lại luôn cái tham số nhé, chúng ta chưa nói bên đến cơ sở dữ liệu đúng không, chúng ta trả lại luôn. Và bên này thì echo ra, ta làm tất cả những thứ này để xem nó hoạt động chưa, thế sau đó chúng ta sẽ đi tiếp nhé. Bây giờ thì chúng ta đây vào cái index.php này, index tôi gọi lại này, index.php này, đây cái function này là TST đúng rồi, nhưng mà cái đây là cái controller là TST, cái function của mình đây là thử đúng không, và mình đưa vào cái số 9 đi như này, tức là cái mình muốn lấy học viên số 9 chẳng hạn hay là số 5 nhá, thì xem nó tính thế nào. Thì tôi cần cái học viên thứ 5 để ấn enter này, à thì nó lại trả lại 5, có nghĩa là gì, chúng ta vào nhìn đây này, nó lấy được cái 5, nó lấy ở đây này, cái TST này lấy được cái 5, thế xong đó nó load cái model và nó chuyển thì chuyển cái ID này này là số 5 sang cho thằng getSV đúng không, và function getSV này nó lại return lại là ID là chính số 5 đấy, và cái này nó lại echo ra đây nhá. Nhưng mà nếu mà thế thì chúng ta đơn giản như này thì chúng ta chẳng hóa lại làm phức tạp vào vấn đề, thì trong thực tế thì những cái này nó rất là phức tạp này, nó sẽ làm cái gì đấy, nó sẽ DB này, chàng sẽ làm nhé, DB get và table tên là gì của chúng mình ở trong này, nó là cái gì, nó là ta sẽ copy thôi, copy nhé cho đỡ nhầm, còn tuân về table và không lấy DB get. Nếu mà như này thì nó lấy tất, nhưng mà nếu mà lấy một sinh viên mà ID thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh là DB where nhé, phiên name có nghĩa là phiên name là gì, ta sẽ nhìn vào đây, phiên name nó có không lấy cái bảng này, bảng này thiết kế vớ vẩn quá, bảng này của học viên viết lên nhưng mà thiết kế không đúng nha, chúng ta sẽ lấy cái bảng này, nó có ID, nó phải có ID nhé. Thế bây giờ nó lấy người số 4 này chẳng hạn nha, hay số 5, số 4 thì tôi lên thế thì tôi lấy vào bảng học viên này là gì, bảng là bảng học viên, phiên name là ID và giá trị này là đô la ID, nó truyền vào đúng không, như này là chúng ta sẽ return cái gì, đô la get trở tới, chúng ta phải trở tới result nhé. Bao giờ cũng như thế này, và chúng ta return ở đây, return ở chỗ này và ta bỏ cái này nhé. Và như thế này là chúng ta return cái kết quả lấy được của trong database nó ra nhé. Và thí dụ này thì tôi quay lại cái test này thì không, bây giờ nó là return một cái array rồi, tôi phải print đây, là dùng lệnh print như cái đô la query nhé, đô la query enter, và mình xóa bớt cái này đi bạn, thì chúng ta chưa như thế là git slot mode sinh viên rồi ạ. Ok nào, bây giờ chúng ta thử chạy, tất nhiên là đây này, chúng ta load cái MD sinh viên này, xong rồi chúng ta truyền, chúng ta gọi this MD sinh viên nhé, và cái function của nó là get sinh viên, và chúng ta truyền vào cái này, thế bên kia nó lấy như là một kệ, nó phức tạp nha, ta không cần biết, và vì chỉ biết là nó trả lời cho ở cái query, và chúng ta ấn printer cái query này ra, nó in ra màn hình nhé. Nào thu 5, chúng ta nhìn thấy không, là bạn này array không thì ở trong này nó sẽ là tất những cái thứ như thế này, thông tin ra như trên màn hình chết rồi. Tôi xin lỗi là nó hơi vi phạm cái tính gọi là cái tính gì nhỉ, mình riêng tư một chút nhé. Ok, hoặc là như vậy là các bạn đã biết làm việc với, hoặc là nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể ấn số 0 ở đây luôn, tại vì nó làm cái array mà nhé. Thì ở bên này các bạn có thể, thay vì các bạn in tất cả cái query ra thì các bạn có thể gì, cùng tuần S đây, cho các bạn có echo cái tên thôi nhé, echo đô la query này, chọn đến tên, chúng ta sẽ chọn tên thì nó sẽ đỡ bị vi phạm tính riêng tư gì đó nhỉ. Nào, refresh form thì sẽ thấy là phòng thể thao ở đây,
Và nếu mà các bạn mà gì? Nếu mà các bạn muốn truyền data query này sang cho view thì chúng ta cũng biết rồi, đúng không? Và bây giờ thôi thì chúng ta muốn thử truyền cái tên này sang cho, chúng ta không echo nữa nhé, mà sang cho view thì chúng ta sẽ đóng gói nó vào data thôi, data. Và chúng ta đóng gói với cái key là gì nè, chấm nháy nháy này, tên chẳng hạn, một cái tên, đúng không? Bằng cái data query này nhá. Và chúng ta load sang view. Load view. Load view. Đúng không? Và chúng ta sẽ bớt một cái này đi. Và chúng ta này có cái view này thì chúng ta cứ copy lại dùng cái view này. Chúng ta load cái view này và với cái data thôi, data thì ở đây. Thì ở bên cái view này nó sẽ in được với cái biến tên là tên này, nó sẽ có cái biến tên là tên và nó view ra. Bây giờ chúng ta xem cái view nó như thế nào, ở trong này nó view như nào. TST này. Đúng không? Nó chỉ có hello connector thôi. Và ví dụ mình có muốn PHP xem nào. Echo. Trời ơi. Echo. Thì chúng ta echo cái đồ là tên. Xem nó có chạy không? Chắc chắn là chạy chứ nhỉ. Và chúng ta chạy lại này. Refresh localhost. Và tên project nhỉ, tôi được vào cái như thế này đã. Chưa có mấy cái này. Và chúng ta có T3H đây. Chúng ta có project. Và chúng ta có như là từ. Và ở đây chúng ta có gì nhỉ, index TST rồi. Và function của mình tên là gì? Thử, đúng không? Thử ID, đúng không? Chúng ta có thử ID bằng 5 chẳng hạn. Vẫn tên là ID bằng 7 đi, cho nó khác. Được nó say sẽ như này nhỉ. Bùi Thanh Toàn. Như vậy. Bởi vì cái này tôi còn có JavaScript. Cái view này nó có JavaScript thì tôi sẽ bỏ đi. JavaScript thì nó đây này, nó có style sheet rồi còn JavaScript. Đây cái này phần này không tạm thời, hoặc là tôi cứ để đấy thì tôi sẽ nhắc với tranh thủ nhắc các bạn public đây JavaScript này main.js và tôi xóa cái lệnh đi hoặc là thôi tôi xóa đi, phải tiếc gì đâu, đúng không? Và tôi chạy lại nó, các bạn thấy này, Bùi Thanh Toàn luôn, có hello có gì này chưa, Bùi Thanh Toàn là cái tên ở trong. Và mình lấy một chặng đường từ con, mặc dù chúng ta có thể lấy ngay trong cái tên này ngay trong trong controller, nhưng mà chúng ta tránh làm chuyện đó, bởi vì trên thực tế thì những cái controller này nó sẽ đã khá phức tạp, và những cái model nó cũng rất là phức tạp, nó rất là phức tạp. Chúng ta để riêng ra và chúng ta tất cả những cái việc gì lẻ tẻ thì chúng ta vứt vào cho model nó làm, và khi lấy được kết quả thì model trả lại view, và view model trả lại controller, và controller ném sang view và thể hiện thôi. Có thế thì chúng ta mới giữ được những cái controller nó thật sáng sủa. Người ta gọi là tách rời những cái logic, business logic, nghĩa là ở trong model cái màn hình thể hiện là view, và cái controller là những cái điều khiển. Chúng ta tách biệt nó ra thì cái chương trình trở nên sáng sủa và rất dễ bảo dưỡng. Như vậy nhỉ, tôi sẽ dừng cái bài nói về model ở đây nhé. Ok, các bạn cảm thấy thế nào?